Một quý rồi là 12. Hả? Quý rồi này. Mình xìa ra, bố mà 12 hả? 12. Tia vậy hai. Hả? Mất tia giờ nha. Bố mời mấy mày kẻ cổ nha. Hả? Lại ta cần như mẹ à? Mẹ. Một cà dơm hả? Ừ. Liền hả? Mẹ hoa mẹ mẹ ồ. Mẹ hoa mẹ mẹ. Mẹ. Nó tẩm mật cái gì mình dâm thế to em bé nè. Tập chui tập đi tắm tập. Các con mua cái gì mình cái gì giờ quên á, cái gì tội em bé nữa. Nó chưa hẳn thế. Thích cho em bé nghe. Hả? Một cành nhấm mà nhỏ nhỏ nhỏ. Chuyến ạ, bố mẹ đi tặng cho ruồn vần của mẹ ạ. Đây là mẹ khinh đi rồi nha. Bố bé nhạc nha. Giờ con khinh đi rồi. Em bé nè. Bơi. Mà em bé với chị nhé. Cái này mình vườn gần lại cho mình hả? À. Em bé một cái gì em hết em bé nhé. Đặt đi dưới ra. Mạnh mình á, mình lớn á.
hộp nữa. Cái em bé dùng một mặt em bé nữa à. Mời đứa em bé à. Em bé với chị nhé. Chị à. Mời tôi em bé à dìm bên mẹ nữa. À bên mẹ của mình nhà à. Em về chị nhé.
Lên này, cái chị ơi này. Chị ơi nè, chị hai em này, chị hai em đi vào à. Ôi mà ơi mà thôi đi, chị ra vào nè à. Ê, trông. Tôi thấy đấy. Nào. Nhi xin nha. Nhi xin nha, gớm ạ. Em nằm mẹ à. Ta chị bướm của em à. Chị bướm à. Chị bướm nằm à.
Thì áo của em à. Đấy, chị ở nhà mẹ. Mẹ tập buôn chị về nhận. Chọn má à, chiếu à. Gấp nằm để nhận á. Em à. Chị nhàn mà, chị mà. Chị ở nhà mà. Em nhà hai chị nó à. Chị ấy. Ừ. Nhà lễ mẹ à. Nè. Em mày. Mẹ kia bé tinh nhỏ. Cua. Nhà lễ mẹ đâu à. Mẹ kêu rồi nè. Tờ hồ nè à. Tiêu rồi nè. Chơi nhà nè. Nhà. Nhà nè thả tâm đi tục bạn.